Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 30 tháng 6 và tối nay thì em sẽ có một cái video giới thiệu túi sách mới về anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho đến hết tháng 6 và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị ha. Đáng lý là tối nay em tiếp tục lên áo khoác cho các anh đó, nhưng mà do là hàng chưa có ủi kịp và túi mới về rất là đẹp luôn, cho nên là em tranh thủ lên túi nha. Còn áo khoác video hồi trưa này thì đa số là nó cũng hết rồi. Anh nào mình chưa có chốt được mã áo nào hoặc là mình còn săn thêm áo thì hẹn cả nhà vào sáng mai em sẽ tranh thủ lên thêm một cái video nữa nha. Và ngày mai thì đi đơn những cái sản phẩm anh chị đã chốt trong những ngày cuối tuần anh chị ha. Trước khi là vô túi thì em sẽ có một cái sản phẩm bán tặng đầu video đây. Đây là một cái ví bằng da nha anh chị. Mỏng nhẹ nhỏ xíu thôi nhưng mà nó là hàng hiệu rất là xịn ha. Đây cái logo hiệu nè, Lowy. Lowy này nếu mà mình cầm cái túi lớn lớn chút xíu, cỡ như cái ví mà đựng tiền hoặc là cái túi sách đó anh chị, giá nó siêu cao luôn. Thậm chí nó cao còn hơn Bailey nữa đó anh chị. Nhưng mà cái này là cái ví nhỏ nhỏ để mà mình đựng này đựng kia, đồ cá nhân hoặc là mình tiền thì mình xếp gọn vô anh chị nha. Bằng da, độ mới khoảng 82%. Size ngang là 15 nhân với lại 11. Cái khoen này nó rất là xịn nè. Chị nào mà có sửa túi đâu này kia mình lấy cái khoen này cũng ok. Ở bên trong này là người ta lót vải nha anh chị. Nó đơn giản vậy thôi. Và em bán tặng đầu video cái này cho mình với giá là 100.000. Anh chị chốt giùm em mã số là B1. B1 giá 100k anh chị nha. Hàng chị nó về rất là nhiều luôn, nhưng mà mỗi ngày em không có giới thiệu được nhiều sản phẩm cho anh chị ha. Ngày mai thì em tranh thủ lên áo khoác buổi trưa, rồi hàng đi đơn kịp thì bữa tối em lên hàng tiếp nha. Có rất là nhiều hàng độc lạ, hàng đẹp mới về. Đây em có một cái túi bằng da bò. Ồ, cái này ánh đèn nó hơi chá chá nha, nhưng mà bên ngoài người ta mới đẹp lắm. Bằng da bò độ mới siêu cao, và anh chị nhìn người ta trần cái này giống như là cái lông công vậy ha, kiểu nó tròn tròn nè, xinh lắm. Và độ mới kìa anh chị, độ mới này phải là 90% luôn, rất là mới nha. Đái có đinh nè, cái này bằng da bò, khoen trên đây cũng là vàng và người ta sẽ làm đúng cái logo cái hình tròn này luôn, rất là xinh, bằng da thật nha. Bữa nay túi đẹp dữ lắm, có hàng siêu phẩm. Size ngang là 27, cao lên là 22, độ dày là 15 cm. Mẫu này mình xách tay như vậy giùm em nha. Cái quai của nó cũng là da bò luôn, để em chỉnh cao cao lên cho anh chị mình dễ nhìn cái quai nè. Đó, cái quai của nó cũng bằng da bò luôn như vậy ha, có khóa kéo miệng anh chị. Hàng toàn bộ là mới về hết ha. Rồi, đây hàng này của hàng chị nó đẹp, hàng của Valentino, cái dòng là dòng Orlandi, made in Italy nha anh chị. Bên trong lót da dập hiệu rất mới luôn, túi này cực kỳ đẹp luôn, mình tặng cho người thân là quá ok nha anh chị ơi, quá đẹp luôn anh chị. Rồi, và dĩ nhiên hàng đẹp thì giá nó phải nhỉnh hơn những cái hàng mà không và độ mới nó không bằng anh chị nha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 880.000. Anh chị chốt giùm em mã số là B2, giá là 880. B2 giá 880 nha anh chị. Rất đẹp. Chị nào mà chưa, mà mẫu này dường như là em bán Valentino mà cũng chưa từng gặp cái này luôn đó. 880. Mình mua một cái simili, cái BU bình thường bên ngoài nó cũng là 8-900 tiền triệu rồi đó anh chị. Cái này thì hàng hiệu luôn ha, và nó rất là độc lạ. Valentino mẫu đó thì em cũng mới gặp á. Em có một cái chiếc túi này hàng hiệu của Angaro, hàng hiệu này của Pháp luôn. Form này là form sách tay có dây đeo, có dây đeo nha. Màu của nó màu nâu, bên ngoài là da bò, có cái vân chữ Angaro trên đây nha anh chị. Đó, size ngang của túi này là được 24, cao lên 20, độ dày là 8 cm. Cái khoen của Angaro chỗ này sáng trưng, bên ngoài quá mới luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, một cái vết nho nhỏ thôi, thì cái này mình hàng si thì mình đâu có soi mấy đó được anh chị ha. Hàng second hand mà, và độ mới cao như vậy là quá ok rồi. Rồi có dây luôn, dây này là dây đeo chéo nha anh chị. Dây này đeo chéo, mình có thể tháo rời nó ra được luôn, kiểu là mình tháo nguyên hai này ra. Đó, tại vì chỗ này nó gắn, chưa không, tại vì mình cái chỗ này nó nhỏ vậy thôi, mà chỗ này nó mắc cái khoen này mình đâu tháo được. Không không, mình chỉ cất vô thôi nếu mình không muốn xài thôi nha, chứ không tháo nha anh chị. Khoen chỗ này nó vàng ống luôn nha. Và cái Angaro thì nếu mà anh chị đã từng mua rồi thì mình biết là cái lót của nó sẽ là lót phun sơn. Hiện tại cái này khi mà mình để cái tay thiệt là mạnh vô như vậy nè thì nó sẽ hơi rít rít cái tay, nhưng mình để đồ vô thì nó không có phải là bong bong chóc chóc giống như là hàng của gì Hanamori mà dạng phun sơn tróc ha.
mẫu này anh các chị mình về có thể để giày xài luôn, thì nó hơi hơi dày, hoặc là mình sử dụng cái Vaseline đó mình đánh vô thì nó sẽ phủ lên cái lớp này một lớp kiểu như của cái dầu của Vaseline đó, thì nó sẽ hết bị rít nha. Hoặc trường hợp một thời gian sau mình xài thiệt là lâu rồi cái nó rít nhiều quá rồi, nó hư rồi thì mình cắt bỏ luôn, thì mình sẽ sử dụng cái mặt trong của cái da. Cái này thì cái túi Engaro nào nó cũng vậy, không riêng gì cái này đó, thì em báo rõ tình trạng cho anh chị ha. Nhưng mà nó rất là đẹp. Mẫu này em cũng bán cho mình với giá là 850. Anh chị chốt giùm em mã số là B3 giá 850 nha anh chị. B3 giá 850 cho cái túi này. Mã B3 giùm em ha. 850. Rồi tiếp tục. Em có một cái này cũng rất đẹp luôn, da là da xước vân tâm, nhìn sơ tưởng đâu là LV không đó, tại vì LV thường thường là mình hay gặp cái xước vân tâm giống vậy nè. Màu này là màu xanh xanh tím tím nha, có tông tím anh chị, rất là đẹp, độ mới siêu cao, foam Birkin, à không, foam Kelly, size ngang là 23, cái miệng nè, cái đáy 24, cao lên là 21, độ dày của nó là 12 cm, khoan khóa chỗ này là vàng ống luôn, có chỗ móc dây, hàng hiệu được Made in Italy. À, bên trong còn cả dây đeo chéo nha anh chị. Hàng này ghi chữ Made in Italy thôi mà không ghi hiệu gì. Lót này có lỗi. Lót này thì là người ta lót da và nó có bị bong bong kiểu như phấn phấn rồi nha anh chị. Đó. Cái này mình đem ra tiệm cho người ta thay thành cái lót vải đi ha. Hoặc là chị nào mình khéo tay á, thì mình đắp thêm một cái lớp vải lên. À, lưu ý là cái này là em đã báo nó có lót, nó lỗi rồi ha. Còn bên ngoài thì nó rất là đẹp luôn, phơm dán mọi thứ. Cái đó không phải lỗi do sử dụng mà cái đó là lỗi do cái chất liệu thôi, do vật liệu thôi anh chị nha. Còn cái túi thì dường như chưa qua sử dụng. Chị nào có xử lý được cái túi này thì mình chốt giùm em mã số là B4, em bán cho mình với giá là 350. Lưu ý cái này là lót có lỗi ha, lỗi nhẹ. Mã B4, còn không là cái này nó phải tiền 1 triệu 2, 1 triệu 3 là gì rồi. Form này là quá trời đẹp anh chị, và một trong những cái form túi mà đắt đỏ, mã B4 350 cho cái túi này. Rồi tiếp tục, em có một cái túi này bằng vải nè, vải phối với lại da. Form này dạng mình đi công sở được nên anh chị, size ngang là được 32, cao lên là được 30, phần quai là da nha, phía bên dưới body của nó sẽ là bằng vải. Có chỗ móc dây nhưng mà không có dây. Bây giờ mình nếu có cái dây đen thì mình móc vô, còn không thì mình chỉ xài xách như vậy thôi. Nút khít miệng nha, dạng túi tót đó anh chị, đựng được rất là nhiều, vải xịn luôn, độ mới cao. Em bán cái này cho mình với giá là 200, mã số là B5, giá 200k, mã B5 dùm em ha, giá 200 ngàn. Nói chung là hàng mới về nhưng mà tùy mẫu thì cái mức giá nó sẽ khác nhau. Túi vải hay túi độ mới không cao thì dĩ nhiên là giá nó khác, còn độ mới siêu cao hàng VIP thì giá nó khác nha anh chị. Ví dụ như cái này hàng mới về còn tem tag đầy đủ luôn, hàng của thương hiệu là Genny, Made in Japan nha, còn tem còn tag đây. Mẫu này thì nó là foam hộp, cái khoen chỗ này còn sáng trưng. Bên dưới là da bò, hàng hiệu sản xuất tại Nhật. Này là logo hiệu. Xinh chưa? Đẹp á anh chị ha. Màu của nó là màu nâu, có dây đeo luôn. Quá trời đẹp, dây tăng chỉnh luôn nè. Trời, cái dây này chỗ cái mắt này nó đẹp. Rồi ở bên trong này á, thì là lót vải luôn nha anh chị, lót vải dập hiệu hãng, có dập hiệu Genny ở đây. Made in Japan thì người ta dập ở trên cái tem ha, cái tem giấy bên ngoài ha. Đó, thường thường mấy túi này thì nó không có khóa kéo miệng anh chị, form mấy form hộp này không có khóa kéo miệng, nhưng mà nó đậy lại như vậy thì nó cũng không rớt đồ đâu, anh chị yên tâm ha. Thì khi người ta thiết kế, người ta bán cho mình cái túi thì người ta đã qua rất nhiều khâu rồi, rất nhiều con người, công ty đồ này kia, cho nên là ta cũng phải đã tính đến cái việc đồ có rớt hay không đồ này kia rồi, cho mình yên tâm mình sử dụng thôi. Mình thích mẫu này hoặc là mình thấy cái này nó vừa ý vừa giá thì mình chốt thôi, chứ còn rớt đồ đồ này kia là các chị mình khỏi phải lăn tăn đâu nha. Bên sau có ngăn nữa nè. Form này là form hộp, xách được, đeo chéo được. Size ngang là 25, size vừa xài luôn, nhân 21 nhân 10. Mẫu này em bán cho mình với giá là 900 ngàn. 900. Anh chị chốt giùm em mã số là B6. B6 giá 900 ngàn cho cái túi này, mã B6. Tiếp tục. Em có một cái túi này là da dập vân cá sấu nha, không phải cá sấu bóng kính nha. Da dập vân, form là form cớp doctor, rất là xinh. Đó, nhưng mà nó da dập vân thôi, không phải da cá sấu. Size ngang là được 30, cao lên là 19, độ dày là được 13. Form này mình xách như vậy. Mở ra ha, miệng nó như vậy. À, bên trong này cái lót nó ồ, mẫu này lỗi lót rồi. Là hàng mới khui cho nên em chưa có
chưa có xem ha. Cái lót này rất là dễ, các chị mình về mình lấy cái dao lam mình rọc bỏ nó là ok rồi. Mẫu này thì da dập vân cá sấu lỗi lót nha, em bán cho mình với giá là 200, giá lỗi nha, mã B7 giá 200.000, mã số là B7 giùm em giá 200, rất là đẹp rất là mới. Như cái lót đó mình về mình tốn công chút xíu mình cắt bỏ nó luôn là mình xài cái sớ của cái da là ok. Rồi tiếp tục là em có một cái túi vải nha, túi này bằng vải nha anh chị, xinh quá nè, dễ thương quá nè. Caro mà cái nút là nút gỗ, nhìn cái túi là thấy dễ thương rồi đó. Size ngang là 30 nè, nhân với lại 27 nha. Cái nút này mở cái này, nó hai bên nó có cái nút nó xếp lại thành cái kiểu vậy đó anh chị. Hàng hiệu đó nha, hiệu này là hiệu gì? Made in Japan nha, hàng hiệu của Nhật. Hiệu ghi là size Sico, size Sico. Bên trong nó là dạng cái túi tót nha, Made in Japan luôn, bằng vải. Cái này xinh xắn vô cùng. Em bán cho mình với giá là 200, mã số là B8, giá 200 ngàn cho cái túi vải này. Xinh lắm, dễ thương lắm và độc lạ lắm. B8 giá 200 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Em coi nãy gì đây. Em có một cái túi này hàng hiệu của Italy, còn túi vải đây nha anh chị. Đó, cái nào em giới thiệu có túi vải thì em gửi cho anh chị là Ebon vậy á. Túi này thì này cũng dập vân thôi chứ không phải cá sấu, da dập vân cá sấu nha, form nó như vậy đó. Form thì mình xách như vậy ha, không biết có dây đeo không, để em chỉnh lên chút xíu cho anh chị xem ha, tại vì em để cái máy nó hơi gần rồi mình thấy không thấy hết được cái túi đó vậy ha. Rồi form nó thì hơi hến hến, size ngang là được 34, cao lên là 26, độ dày là được 15 cm. Hàng có ghi hiệu ngay đây, cái chỗ này nè anh chị, là đáng lý nó như vậy nè, nhưng mà người ta không có dán gì hết trơn á, thì khi mà để tới để lui thì nó bật xuống vậy, bốn bên luôn nó đều bật xuống vậy luôn ha, cả bốn luôn đó, cả bốn nó đều bật, nhưng mà không sao hết trơn, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng hết. Rồi bên trong đây có một cái ngăn lớn, chỗ này lót là lót da Made in Italy, có một ngăn khóa kéo nhỏ, chỗ này mình gài lại vậy mình đựng cáo khoác vừa cái ngăn đó ha. Rồi có hai ngăn nhỏ hai bên, ngăn đôi như vậy nè. Đồ mới cái này trên 85%, mình đựng đồ kính kính trong đó ha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 550, anh chị chốt giùm em mã số là B9, giá 550 cho mã này, mã số B9 nha anh chị, B A B C D đó, B9 giá 550 ha. Hoặc túi xách thì anh chị mình chụp màn hình cũng ok, còn ví dụ như áo hay mắt kính đồ thì mình ghi giùm em mã số để em kiếm, chứ còn mình chụp hình là em cũng bó tay luôn. Siêu phẩm nè, siêu phẩm này là form Birkin, da đà điểu anh chị, rất lâu rồi em có mới có về những cái siêu phẩm da đà điểu nha. Hồi chị em có chụp một cái túi da đà điểu nữa, để tí hồi em soạn ra coi em có để đây không. Túi này là form Birkin nhưng mà nó rất là tiện, chỗ này nè kiểu như là mình để kiểu à, mình khỏi cần xài tới nó cũng được nha, có chìa khóa có ổ khóa đầy đủ hết, nhưng mà khi mình mở cái túi á thì có cái dây kéo trên đây, nó tiện hơn so với cái form Birkin nguyên bản là mình phải bật hết mấy này ra đồ đó. Thì cái này rất là tiện lợi khi mình sử dụng nha, rất mới mua tặng được luôn á. Size 32 nè, nhân với lại 25, nhân với lại 14 cm. Mẫu này thì xách tay giùm em ha. Bên sau có ngăn, nó là full da đà điểu hết trơn, đáy có đinh, góc cạnh quá đẹp, độ mới này phải 93-94% cộng luôn, mình mua tặng được. Rồi bên trong là lót nhung màu đen, lót vải nhung màu đen á anh chị, lót nhung là mình cứ yên tâm sử dụng, khỏi phải lo lắng, khỏi phải lăn tăn gì hết trơn. Rồi bên trong lót nhung màu đen, mẫu này thì nó không có hiệu nha, nó là da độc lạ, phơm đẹp thôi, nó không có hiệu và độ mới siêu cao. Túi đà điểu này giá của nó là 1.500.000, 1500. Anh chị chốt giùm em mã số là B10, giá là 1500 cho cái túi đà điểu này, rất là vip và rất lâu rồi mới về được cái phơm túi nó quá xịn như vậy ha. Rồi đang đà điểu thì cái túi túi du lịch đà điểu nè, chắc cỡ 2-3 năm rồi đó em mới về cái form dáng này, túi du lịch mà da đà điểu nên anh chị biết là nó vip cỡ nào rồi nha, và nó mới lắm. Mẫu này thì nam nữ xài được hết, da đà điểu của nó sẽ là màu vàng cam cam như vậy nè, và cái màu sáng là mình càng sợ nó cũ nữa, nhưng mà cái túi này nó rất mới, nó không có đậm màu, không có bị ra dầu, không có bị bất cứ vấn đề gì hết, độ mới nó rơi vào khoảng cỡ 93-94% cộng luôn, rất đẹp, form du lịch nha anh chị, form bự ha.
Size ngang đáy là được 43, ngang miệng là được 37 nè, cao lên là 26. Độ dày đáy của nó sẽ được là 20 cm. Chỗ này là cái chìa khóa. Chìa khóa này sử dụng ở đâu? Ở đây, khi mà mình gài, mình kéo này xuống, mình gài xuống đây thì chỗ này có cái ổ nè. Mình sử dụng cái chìa khóa đó, mình mở cái này. Cái này có chỗ móc cái dây đeo, nhưng mà mất cái dây rồi, không có cái dây. Nhưng mà mấy cái túi này thường thường em thấy mình chỉ xách thôi, mình không xài dây nha anh chị ạ. Góc cạnh là quá đẹp. Túi này mình tặng được luôn, nó không có sợi dây thôi cũng không ảnh hưởng gì hết. Rồi khoen khóa sáng trưng nha anh chị ơi. Rất đẹp, rất VIP dành cho anh chị cô chú nào mình thích xài hàng VIP nha. Rồi bên trong nó có kèm theo cho mình một cái ví nữa. Trong cái ví này người ta chứng nhận nó là Genuine Optic Leader, tức là da đà điểu thật. Đó. Khóa là khóa IKK luôn. Thường là hàng xịn thì người ta hay làm khóa IKK. Mẫu này thì không có hiệu nhưng mà nó có tem GRA. Tem GRA là người ta chứng nhận cái này là da xịn của Nhật ha. Và cái chữ phía bên dưới này nè, dưới ở trên cái chữ 155 này là cái Made in Japan nha anh chị, chứ không phải tiếng Trung Quốc đâu nha. Made in Japan ha. Khoen khóa toàn bộ là IKK hết. Lót nhung toàn bộ luôn. Rồi những cái ngăn nhỏ thì người ta lót vải. Rất đẹp. Đáng lý là em phải bán nó khoảng là 2,8 triệu nha anh chị. Nhưng mà do nó không có sợi dây nên em có giảm giá chút xíu là 2,500,000 cho cái túi này nha. Và giá thì đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Mình mua hàng VIP thì giá nó phải là tầm như vậy anh chị nha. Còn mình mua vài trăm ngàn thì làm hàng nó khác ha. Rồi dành cho anh chị cô chú nào mình đang cần một cái túi du lịch da đà điểu đó mà siêu phẩm thì lấy cái này giùm em. Lâu lắm rồi mới được cái đó anh chị. Rồi tiếp tục nè, em có một cái chiếc túi này rất là dễ thương. Hàng kiểu của Yuki Tori. Hàng Nhật. Trời ơi nó chất. Đó, tức là da phối với lại jean nha. Mà đính hạt đồ tùm lum giống như kiểu cái quần á. Đó, nhưng mà là cái túi nha. Đẹp lắm, đồ mới rất là cao. Rồi form sách như vậy giùm em ha. Size ngang đáy là được 38, cao lên là 25. Độ dày của nó là 15 cm. Form cũng tựa Birkin, nó bự á. Form này đi công sở được. Chị nào mình cá tính hơi phá cách chút xíu thì mình lấy cái túi này đi. Nó độc lạ ha. Nút khít miệng nha anh chị, không có khóa kéo miệng nha. Nút khít miệng như vậy. Rồi bên trong là người ta lót vải, có một ngăn khóa kéo nhỏ ngay đây, cho nên là anh chị yên tâm lót vải sạch đẹp ha. Hàng hiệu của Yuki Tori, Tokyo Paris, đó là một cái công ty này họ liên danh á. Rồi, tem tác là một đống luôn. Bên trong này có tem gì nữa đây nè. Tem thì toàn bộ là tiếng Nhật anh chị ơi. Made in Japan ha, sản xuất tại Nhật luôn. Tem này là tem hiệu nè. Tem hiệu của Yuki Tori, mẫu này mình tặng được. Ví dụ mình có người bạn, người chị gì đó mà cá tính chút, mình thấy thường thường hay thích mấy kiểu này thì mình tặng cái này nha. Bên trong này giống như là người ta hướng dẫn cho mình bảo quản đồ kia đó anh chị. Cái quai này nè, người ta để hơi lâu cho nên là mình thấy nó có hơi cái phần mà người ta làm bóng á, thì nó hơi sờn sờn cái phần bóng á. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì hết. Cái túi này nó đẹp và nó độc lạ nha anh chị ơi. Rất là hiếm gặp. Hàng của thương hiệu của Nhật và được made in nước Nhật luôn ha. Mẫu này thì chỉ xách thôi, không có thiết kế dây đeo nha. Mã số là B12. Mẫu này em bán cho mình với giá là 690.000 thôi. Dù nó rất độc lạ nhưng mà nó lại kén người sử dụng, cho nên là bán giá tốt luôn, còn tem luôn. Giá hàng như mới nhưng mà giá hàng si. Rồi. Cũng rất lâu rồi em mới có về hiệu này nè, hiệu con vịt Dunay ha. Hiệu vịt Mỹ anh chị. Vịt Mỹ thì nó là một cái dòng túi kiểu như là rất là thu hút người sử dụng, và đặc biệt là chị nào mình thích vintage đó thì mình sẽ lại rất là thích cái thương hiệu vịt này. Thứ nhất là về giá trị của nó rất là cao, đặc biệt là khi mà mình săn được những cái túi vịt vintage cổ điển, có những cái bản mà người ta không có thiết kế, không có sản xuất nữa đó, thì giá trị sưu tầm nó cao. Thứ hai nữa là khi mình sử dụng đó, thì cái túi này cái da nó dày cực kỳ luôn anh chị nha, da nó dày lắm, xài siêu bền luôn. Đây nè, mặt trong là người ta không có lót luôn, và cái miếng da một miếng này thôi đó mà nó dày cỡ này nè anh chị. Ta để nguyên cái sớ da nha. Nhưng mình yên tâm là nó không có bị hôi mùi da hay nó dính đồ gì đâu nha anh chị ơi. Người ta là thương hiệu nổi tiếng thế giới à. Ta sản xuất cho mình cái túi thì người ta phải tính đến mọi đường hết rồi anh chị ha. Mình cứ yên tâm xài thôi. Mẫu này thì nó chỉ độ mới nó cỡ khoảng 79-80% thôi. Không rách lỗi nhưng không mới ken. Da rất là xịn anh chị nha. Rồi, hiệu con vịt nằm đây. Mẫu này thì nó không còn cái tác con vịt nha. Không có còn tác vịt. Có chỗ móc dây nhưng mà không biết còn dây không nữa. Size ngang là được 33, cao lên là 21. Độ dày của nó sẽ được là 18 cm. Góc cạnh đây
hàng si nhưng mà mình còn xài được rất là lâu, tại vì nó siêu bền, da nó siêu bền siêu dày. Bên trong lót của nó đây, cái này giống như người chủ cũ người ta xài cái dầu hay gì đó chị, nó có một cái đốm chỗ đó nhưng mà nó không có dính đồ mình đâu, yên tâm ha. Rồi có một cái ngăn ngay đây đó, ngăn này thì để mình đựng đồ linh tinh nhỏ nhỏ, trong đây có khóa kéo luôn. Thường thường thì nó sẽ có cái tem made in nước Mỹ đâu đây nè, nhưng biết cái túi này còn cái tem đó không, để em kiếm. Mà đây nè, nó có cái tem có mã code ngay đây nha cho anh chị, cũng rất lâu rồi mới cầm được cái túi vịt. Điều này made in USA ha, lưu ý là túi này không quá mới nha anh chị, nó không mới ken nha. Nhưng mà nó là dòng cổ điển, móc dây đeo luôn, phom trống, nãy đo kích thước chưa quên rồi. Size ngang đó là được 32 33, cao lên 20, độ dày là được 18 cm. Mã này em bán cho mình với giá là 850 thôi, chốt giùm em mã số là B13. Bình thường túi này mà nếu mà độ mới nó nhỉnh hơn chút nó phải rơi vào khoảng 2 triệu mấy anh chị. Mã là B13, giá 850 cho cái túi vịt này. Lưu ý là nó có độ cũ nha, chị nào mình săn vịt thì mình biết ạ. Chứ không có mới ken ha, giá 800 mấy nhưng không mới. Giá 800 mấy là giá siêu rẻ cho hiệu đó đó. Em có một cái túi vải này nó cũng dễ thương, nam nữ xài được, rất mới nha, bằng vải thôi, đơn giản gọn nhẹ. Size ngang là được 26 nè, cao lên là được 26 luôn, vuông vuông. Chỗ này á là đựng được cái gì đó, cái điện thoại gì đó anh chị nha. Và mới lắm, dây là dây bản to nhưng mà nam nữ mình xài được. Bạn nào mà nữ mà mình độc lạ chút xíu mình cũng xài được cái này. Rồi, túi này em bán cho mình với giá là 250 ngàn, mã số là B14, kiểu dáng rất là độc lạ, hàng có hiệu nha anh chị. Và mới cực kỳ, mua tặng được luôn. Mã B14 giá 250 cho cái túi này, mã B14. Rồi tiếp tục. Em có một cái siêu phẩm nữa nè. Sẵn lên siêu phẩm luôn. Siêu phẩm này độ mới là phải trên 95%, hàng hiệu Dunhill. Dunhill mà cái này của nữ nha. Dunhill của nữ là hiếm gặp lắm anh chị. Bản này hồi trước đây khi mà em chưa có bán túi á, em có săn một cái mà hàng si á để em sử dụng á, nó tựa tựa như vậy nhưng mà cái form nó bự hơn. Thì nó cũng mấy năm trước rồi, người ta bán cho em cũng là giá hình như gần 2 triệu đó anh chị. Nó rất là mắc nha nhưng mà cũ hơn, không có được mới như vậy. Mẫu này thì nó mới phải là trên 95%, rất là mới đẹp luôn. Dạng như hàng trưng bày đó anh chị, hàng hiệu của Dunhill, mọi thứ đều rất đẹp. Để coi bên trong có lót lỗi gì không nha, chứ bên ngoài thì đẹp lắm. Mẫu này của nữ ha, dây là dây nguyên bản của túi luôn và rất mới, dây là dây dạng như là dây da miếng á, quá đẹp. Bên trong lót vải của Dunhill, có cái tem Dunhill ngay đây, made in Italy, có mã code nha anh chị. Mẫu này thì đẹp lắm nhưng mà cũng hiếm gặp. Để em để cái form vô cho nó phồng cho mình thấy được cái nét đẹp ha. Rồi túi thì khi mình xài á, thì là mình để đồ vô thì nó mới mới đẹp lên, chứ còn mình để nó xẹp lép thì nó không đẹp. Đây, ở đây có một ngăn khóa kéo nhỏ, một ngăn ở đây là ngăn ngăn nhỏ, ngăn đắp. Túi này đẹp lắm, chị nào chưa có dáng này, nhưng mà cũng không không có nhiều chị có cái túi dáng này đâu, tại nó cũng hiếm, hàng nó cũng là hàng xa xỉ và hiếm gặp, mà để có được độ mới như vậy còn hiếm dữ nữa. Độ mới này mình mua tặng được nha anh chị. Đó, mình đậy cái nắp lại như vậy, rồi đậy lên như vậy đó, rất đẹp nha. Phía sau lưng có một ngăn có nút khít nữa, giới thiệu rất là nhiều. Và dĩ nhiên là hàng Dunhill mà độ mới như vậy thì giá không có rẻ nha anh chị ơi. Size ngang này là được 24, cao lên là được 18 nè, độ dày đáy của nó được 12 cm, rất mới nha, mình có thể mua tặng được. Hoặc chị nào mình thích mẫu này mà mình chưa có thì mình chốt cái này giùm em ha. Dunhill của nữ, chốt cho em mã số là B15, cái này em bán cho mình với giá là 1850. Mã B15 giá 1850, mình mua chắc bằng 1 phần 10 giá trị của nó thôi đó anh chị. 1850 mã B15, quá đẹp này, để cẩn thận đi. Rồi tiếp tục nè, em có cái túi này bằng da đà điểu phối với lại da bò, form nó như vậy còn tem luôn. Form này nó cũng lạ lạ nha, da đà điểu nè, phối da bò, da đà điểu màu vàng. Da bò thì tại cái này nó xẹp form á, thì mình để mình xách lên thì nó đứng lên thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì hết trơn. Còn này người ta chưa tháo siêu luôn, mà form này nó hơi lạ.
Xoay ngang là được 33, cao lên là 16, độ dày là được 12 cm. Đáy thì là phối da bò màu đen ha. Rồi, cái quai người ta chưa tháo luôn mà. Bên trong chỗ này có một cái ngăn nút hít ngay đây, và lót của nó sẽ là lót nhung. Hàng này thì không có hiệu nha anh chị, có nhiều ngăn, có rất là nhiều ngăn. Rồi, mở ra thì trong đây có ngăn. Và khi anh chị thấy mình mở ra thì bên trong này nó đậm màu hơn bên ngoài chút. Tức nghĩa là chưa có xài nhưng mà giống người ta để cái chỗ đó có thể có ánh nắng đồ đó. Thì ở ngoài này nó hơi bay màu hơn, còn bên trong này đậy kín mít thì nó sẽ đậm màu. Nhưng mà khi mình đậy lại vậy thì cũng không ai thấy, cũng không ảnh hưởng gì hết anh chị ha. Rồi, mẫu này em bán cho mình với giá là 800 ngàn, rất mới nha, mới ken luôn á, chưa xài á. 800 ngàn là điểu phối da bò, mã số là B16 dùm em. B16 giá là 800 cho cái túi này. Rồi tiếp tục nè, hàng mới giờ nhiều lắm. Túi cót nè, chị nào tính đồ túi cót không? Cót này cót Mỹ nha. Cót này rất mới luôn á, cót này hiện đại nha, đẹp quá. Bằng da màu hồng luôn chứ, bản màu này mới hiếm nè. Cót nha, COACH của New York anh chị. Chỗ này có hơi dính bẩn chút xíu, mình về mình lau chùi giùm em nha. Quá đẹp, rất mới luôn. Xe ngang miệng của nó sẽ được là 27 nè, ngang đáy là được 32, cao lên 23, độ dày là được 15 cm. Mẫu này thì mình có chỗ móc dây và còn cả dây luôn. Đấy, cái miệng nó dày ha. Chị nào tín đồ của cót thì chắc mình chưa có gặp túi này đâu, hoặc là mình thích sưu tầm mình lấy ha. Mẫu này nó hiện đại nha anh chị. Cót mà mình mua một cái chiếc túi vải phối da thôi đó, hàng hiện đại mới bây giờ á, thì nó rơi khoảng 4-5 triệu là mình đã săn sale anh chị. Chứ còn mà hàng hàng mà kiểu vintage đó thì nó mắc lắm nha. Rồi, có tác cót đầy đủ đây. Rồi, khoen khóa thì dập cót luôn. Có một ngăn chính giữa này lót vải luôn. Còn cái túi chống hút ẩm luôn. Lót là lót vải sạch đẹp luôn. Rồi, lót vải màu hồng luôn anh chị ơi, đẹp lắm. Nói chung không có gì để chê. Mẫu này thì nó có cái tem chỗ này là được made in Việt Nam ha, được gia công tại Việt Nam của mình á. Nó gia công ở Việt Nam hay Trung Quốc hay là nước nào đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Nó cũng là hàng chính hãng của COS và với chất lượng cao của thương hiệu này. Tại bây giờ người ta không có made in nước Mỹ rồi. Những cái bản made in nước Mỹ thì thường cũng lâu lâu cũng có gặp nhưng mà nó hiếm nha. Rồi, cái này siêu mới nha anh chị, nó chỉ có hơi bẩn nhẹ chỗ này mình lau thôi. Cái này em bán cho mình mã số của nó sẽ là B17, giá là 1.100.000. Mã B17, túi COS anh chị nha, túi COS Mỹ á. Quá đẹp luôn, màu hồng nữa, cái màu hiếm luôn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục em có cái túi bằng da bò rất là xinh nè, còn tem luôn, hàng hiệu của là Jean Acida hay là Jean Acida gì đó, bằng da bò. Form sách tay nha, form hến nhỏ, con sò nhỏ nhỏ. 24 nhân với lại 21 nhân với lại 10 cm. Cái khoen chỗ này rất là xinh nhưng mà làm kiểu thôi. Còn mình xài nút hít này. Lót bên trong là lót vải anh chị ơi. Lót này là lót vải màu đen và rất mới nha. Mới siêu mới luôn đó. Hàng của Nhật anh chị ha. Rồi còn tem luôn. Mẫu này đơn giản gọn nhẹ cho các chị cô mình tặng nhau cũng được. Tại vì nó mới lắm, không có vấn đề gì để chê. Em bán cái này cho mình với giá là 880.000. Mã số là B18. Bữa nay thì hàng siêu phẩm nhiều, cho nên anh chị nghe cái mức giá nó cao hơn bình thường chút. Bù lại thì mình toàn là mua được siêu phẩm và cái giá nó tầm cỡ 1/10 thôi. Nó không có cái gì phải lăn tăn ha. Em có một cái túi của By Paloma Picasso của Ý nè. Hàng hiệu của Italy. Cho coi bên trong trước nha. Mọi nhỏ xíu à. Đấy, bên trong hàng made in Italy anh chị nha, lót là lót vải dập hiệu hãng cái chữ X á. Mẫu này độ mới rất là cao. Chữ X này độ mới siêu cao nha. Form là form đeo chéo nha anh chị. Nó quá dễ thương, mẫu này hiếm gặp. Không phải cái hiệu này hiếm gặp mà là cái dáng túi này nó hiếm gặp. By Paloma Picasso ta dập đây. Cho nên là trẻ trẻ mình xài túi này quá ok. 15 nè, cái miệng của nó 18 cho nên điện thoại vừa hết anh chị. Độ mới túi cao lắm nha. Cái này chắc cỡ khoảng 89-90% cộng luôn á. Rồi, túi Paloma Picasso, mẫu này em bán cho mình với giá là 550. Mã số là B19, giá là 550. Mã B19 giùm em, giá là 550 cho cái túi này. B19. Rồi, em có một cái túi này dạng như công sở còn tem luôn nè. Hàng của Jun Asida luôn. Còn tem quá chừng 2-3 tem tùm lum tùm la hết nè. Da phối với lại cái quai là quai gỗ nha. Quai này là gỗ thật anh chị.
gỗ thật ha, và dưới này là da, da mà người ta làm cái sọc ngang rất là xinh, rất là độc lạ. Form này form công sở giùm em nha, size 34 cao lên 23, độ dày là được 13 cm, cần cần mình đựng hai bộ đồ cũng được luôn, có khóa kéo miệng rất mới nha. Cái này do cái form chưa để nó cứng thôi, chứ khi gửi anh chị thử form cứng ngắt lên nó đẹp gái lên liền. Bên trong là người ta lót vải nha anh chị, sạch đẹp vô tư ha. Rồi em bán cái này cho mình với giá là 820.000, chốt giùm em mã số là B20, giá là 820. Nói chung là hàng đẹp thì mình phải chấp nhận giá là trên 500-600.000 ha. Còn mà trên tiền triệu thì nó phải xuất sắc dữ nữa, hiệu dữ nữa anh chị ha. Còn 200-300.000, 500 đổ lại thì ví dụ như độ mới nó không cao, hay là thương hiệu nó không có hiệu đồ này kia, nó tùy mức giá hết anh chị. Rồi xuất sắc luôn. Cái này cũng của Picasso mà cái màu này hiếm nè. Picasso thường là mình gặp màu đỏ với màu đen thôi. Màu kem này siêu hiếm luôn và rất mới luôn nha. Form dáng rất xinh. Mẫu này trẻ mình xài được, lớn tuổi chút xài cũng được luôn anh chị. Hàng châu Âu hay hàng của Italy. Paloma Picasso là con gái thứ hai của cái ông Picasso của anh chị. Size ngang đáy là 24 nè, ngang miệng là 20, cao lên là 21, độ dày là 10 cm. Rồi Picasso ha. Nói chung là mấy túi này thì da thì rất là xịn, nhưng mà đa số người ta sẽ làm phơm mềm, không có làm phơm cứng. Da thì xài biết 5 tháng nào mới hư và nó rất mới. Màu này nó hiếm nữa anh chị ơi, quá đẹp rồi. Cái này chốt giùm em mã số là B21, em bán cho mình với giá là 720.000. 720 nha, B21, rất xuất sắc. Chị nào mà mình săn Picasso thì cái màu này dường như có thể là mình chưa gặp đó luôn á. B21 giá 720. Rồi tiếp tục. Cót nè. Cót Mỹ thì em có mẫu này nữa. Mẫu này thì nó còn dust bag nha. Còn túi vải đây. Hàng hiệu của Cót. Cót này là vải phối với lại da, xuất sắc nữa. Nhưng mà mẫu này thì dạng vintage đó, nó không mới ken, nó khoảng cỡ 88%. Mà mẫu này em thấy các chị hay săn nè, cái kiểu mà nó vải phối với lại da và có cái logo chữ C á, màu tông màu hồng ha, phối với da tông màu hồng, góc cạnh còn đẹp lắm anh chị. Khoan khóa đây, tác cót đầy đủ nha. Thì cái này thì phần da thì anh chị yên tâm, và phần tác, phần khoan khóa mình cũng yên tâm luôn. Cái túi mình xài mà nó nhàu nhĩ, nó rách nát luôn, thì cái khoan khóa nó vẫn đẹp, vẫn sáng vậy đó, nó không có bị sét luôn anh chị. Ta làm xịn đó. Size ngang là 33, cao lên là được 23 cm, có khóa kéo miệng. Rồi cái này là còn tem tác, tem cót đầy đủ nha anh chị ơi. Tác cót đầy đủ luôn ha, mắt in Việt Nam luôn. Lót là lót vải nha, còn có một cái ngăn khóa kéo nè. Túi này rất là mới ha, hồi đất ơi, nguyên thế giới trong đây tùm lum tùm la thứ luôn nè. Là một cái charm để mình thích mình gắn bên ngoài. Rồi cái này thì là sổ thẻ của Cót nha. Mẫu này thì là vải phối với lại da và rất đặc trưng của Cót. Còn cái mẫu màu hồng lúc nãy thì nó hiếm gặp hơn, là giá nó là 1,5 triệu ha. Mẫu này thì em bán cho mình với giá là 890.000 thôi, nhưng mà độ mới cũng rất là cao nha. 890.000, mã số là B22. B22 giá là 890 cho cái túi này. Bình thường anh chị mua túi cốt là phải tiền triệu, triệu 3, triệu 4 đổ lên nha. Em bán có 800 mấy thôi anh chị ơi. Và độ mới siêu cao. Còn chần chừ gì mình không chốt cái này. Chị nào mà thích cốt mà chưa có cái màu này thì chốt liền, độ mới rất cao. Hiếm hiếm mới gặp nó. Em có một cái chiếc túi này hàng hiệu của Fury, nhưng mà nó bằng vải nha. Ồ, Fury này đeo vai nha anh chị. Này, form túi xinh không? Fury của Pháp à, hay là của Ý ta, quên rồi, lâu rồi không gặp một hiệu này. Made in Italy anh chị ơi. Rồi bên trong này có một cái ngăn lớn nè, lót vải màu đỏ là thấy là uy tín nè. Ngăn lớn chỗ này, khoen khóa là còn sáng trưng ha, và dập hiệu ha. Thường thường giày cũng vậy, túi cũng vậy. Cái này là mình để ý thôi nha, chứ không biết chắc ăn không nha. Là cái lót á, hoặc là cái đế á, của nó bằng màu đỏ á, là cái dòng nó cao cấp á anh chị. Cái đó là do em để ý, kiểu như khi mình mua giày á, túi em cũng để ý qua giống vậy. Nhưng mà nó cũng không có phải là 100%, để một số cái túi thì người ta làm cái lót da đồ của họ thì nó khác nữa. Rồi cái này độ phơm chưa đẹp nữa nè. Rồi phơm vậy ha, phơm mình đeo vai như vậy, hoặc là khi mình chạy xe mình đeo chéo thì một bên này mình đeo bên đây, một bên này mình tròn qua cổ để mình đeo, mình chạy xe rất là xinh, bằng vải thôi nhưng mà đẹp lắm, hàng hiệu nha. Cao lên 16, bề ngang 20,
đẹp lắm nhưng mà cái độ dày nó dày. Đựng được cả thế giới trong đây luôn. Dày của nó là 13 cm. Chốt giùm em mã số là B23. Mẫu này em bán cho mình với giá là 450 bằng vải nha anh chị. Vải hết trơn á, không có phối da gì hết trơn. Mã số là B23, giá 450 cho cái túi của thương hiệu Firi Made in Italy. Rồi, Nina Dessi, bản này em có mới về màu riêu. Bỏ hỏm chị nào mà chốt cái màu đen không được lấy này đi. Form gọi là cái lòng cơm. Hả? Form này mới hiếm nha. Nhưng mà đều cái Nina Dessi. À, nó trầy kể nên chị, tại vì bên nó trầy cái miếng siêu thôi, bên trong tôi chưa tháo siêu nữa nè, về mình tháo ra ha. Canvas phối với lại da, cái phần da trên đây là dạng sách luôn nha, nó da bò luôn, từng cái nút đều là chữ dập chữ Nina Dessi hết. Mẫu này không biết có dây gì không nữa, tại không thấy chỗ móc dây anh chị. Size của nó là được 17 nè, nhân 17 luôn. Khen khóa, cái này chắc mình đựng mỹ phẩm hoặc là mình sách mình phối đồ á. Đó, đựng điện thoại ví tiền vô tư nha, còn tem của Nina luôn. Hàng độ mới rất cao ha. Chỗ này thì có cái tem kim loại ngay đây, Nina Dessi Made in Italy. Hiệu này là của Pháp nha, nhưng mà cái túi này thì Made in Italy. Rất đẹp, độ mới rất cao. Form này là form tròn. Form tròn xách tay, không có thiết kế dây đeo. Cái này chị các chị mình làm duyên bằng cách là mình có quấn cái khăn ngang, gắn cái nơ ngang đây, làm cái túi mình xách chung với đầm đồ này kia, hoặc là mình để đồ cá nhân á, đẹp cực kỳ luôn, hàng hiệu luôn. Rồi, chốt giùm em mã số là B24. Mẫu này em bán cho mình với giá là 690. Mẫu này là canvas phối da chứ không phải là full da. Và đa số Nina thì mình gặp canvas phối da thôi, chứ còn full da thì cũng có nhưng mà hơi ít. Mã B24 giá 690 cho cái túi này. Em có một cái túi trống du lịch da trăng nè anh chị. Hiếm nha, hàng hiếm đó. Bự lắm. Da bò thôi nó đã mắc rồi ha, con này da trăng là da độc lạ. Trong những cái chuyến mình đi du lịch, đi công tác hay đi xa nhà rồi đó, thì ví dụ như mình xài, mình cần phong thủy, cần tâm linh rồi đó, thì da trăng, da rắn, nếu mình cần thì mình xài những cái da đó ok. Tại vì theo em thấy thì ví dụ như Thái Lan đi, họ cũng vẫn thờ thần rắn rồi đó anh chị. Và nó có yếu tố tâm linh là nó sẽ trừ những cái việc không may mắn rồi tà ma đồ này kia đó ha. Đó là về phong thủy, về tâm linh thôi. Còn nếu mình không tin thì mình mua một cái túi như vậy, da độc lạ, da thật, da trăng thật mà tâm mai được, cái túi gì cũng đâu phải dễ có đó anh chị ha. Thì đó là độc lạ, quý hiếm để mà mình sử dụng nha. Da bò thì gặp hoài rồi, da trăng thì nó ít. Size là 50 nhân với lại 30 nhân với 26. Đấy. Mình vô mấy trại rắn đồng tâm đồ đó thì người ta làm những cái túi da trăng, da rắn người ta bán mắc cực kỳ luôn. Đó. Mà chưa kể cái túi này nó to lắm nha. Thì em bán cũng giá không có mắc lắm đâu anh chị yên tâm, giới thiệu tí hồi báo giá. Đái thì người ta lót da bò, đái thì da cố bằng da bò ha. Trên đây là mấy cái vảy da trăng chứ không phải nó lỗi nha. Rồi bên hông này thì có một cái ngăn khóa nhỏ, dây nằm đây. Nãy giờ xíu cứ sợ mất dây. Dây nằm đây nha. Đó, dây người ta để bên này. Rồi. Dây thì mình gắn vô đây, nhưng mà em thấy mấy mẫu này mình chỉ xách thôi chứ mình đeo gì nổi. Nó bự, khi mình đựng đồ vô đó nó nặng nữa. Rồi quai thì người ta gia cố chỗ mình cầm bằng da bò ha. Người ta làm rất là kỹ lưỡng luôn, rất là có để tâm ha, để cho khách mình sử dụng. Rồi mở ra như vậy, rồi xong mới mở khóa kéo nha anh chị. Bên trong là lót nhung anh chị ơi. Mẫu này thì không có hiệu. Lót nhung một cái ngăn lớn nè, tại vì em phải để form lên á. Lót nhung một ngăn lớn và có hai cái ngăn đắp nhỏ và có một cái ngăn khóa kéo nhỏ để mình đựng đồ kín kín nha. Rồi rất là đẹp, rất là xịn luôn, độ mới rất cao. Da trăng màu đen xám kiểu khói khói anh chị, chứ không phải đen thùi nha, chứ không phải cũ luôn, không phải cũ ha. Chỗ này mình thấy có cái vết keo nhẹ nhẹ, nó không sao, không ảnh hưởng gì hết. Rồi chỗ này có một ngăn nhỏ chỗ này nữa, cũng là lót nhung luôn, không có vấn đề gì hết trơn. Rất đẹp. Còn cả dây đeo ha. Mã số của nó sẽ là B25. Mẫu này em bán cho mình với giá là 1.900.000. Rẻ hơn túi đà điểu anh chị. Vì sao rẻ hơn túi đà điểu? Tại vì da trăng, da rắn thì mình thấy có một số nơi người ta chăn nuôi để người ta làm. Không hiếm, không quá hiếm để gặp. Nhưng mà hiếm, hiếm gặp là hiếm gặp cái form dáng này thôi. Chứ không quá hiếm thì gặp cái da trăng, da rắn nha. Mã là B25, giá 1.900.000 cho túi này.
muôn cái đáng cái đó anh chị. Nhưng mà cũng hiếm lắm, ít người có cái đó lắm. Em bán rất là nhiều rồi nhưng mà mới gặp cái đó. Bữa nay hàng hiếm rất nhiều. À, túi cót Mỹ em còn mẫu này. Nhưng mà điều mẫu này nó không mới bằng cái kia nha. Cũng không có túi vải luôn. Cái này có cả dây đeo. Dây đeo của nó là dây đeo vai, bên trong là lót lụa. Trong này lót lụa nha anh chị. Đó, mình coi cái lót trước rồi em sẽ để cái form vô. Đây, để cái form vô. Form này đựng được nhiều đồ lắm nha. Còn dây ha, dây là mình gắn vô trong cái khoen này. Demo vậy thôi ha, mình để được nhiều đồ, quần áo cũng ok á, ba bốn bộ đồ được á. Nhiều ngăn hoặc là sách công sở cũng được. Vải phối với lại da nha anh chị. Nhờ cái phần vải mình thấy nó không có mới bằng cái kia. Da cũng phối màu hồng luôn. Ví dụ cái kia hồi nãy nó mới khoảng 88-89%, thì cái này nó rơi khoảng cỡ 86-87%, tức là nó thấp hơn chút xíu gì siêu thôi, chứ nó cũng không cũ gì. Nhưng mà nó không có túi vải nha. Size ngang là được 34, cao lên là 24, độ dày là 17 cm. Mẫu này em bán cho mình với giá là 700 ngàn. Cót Mỹ bán 700. Có tag cót đầy đủ anh chị ha. Chốt giùm em mã số B26. B26 giá 700. Bữa nay được nãy giờ được 3 cái túi cót rồi. Rồi tiếp tục. Vài cái nữa đi anh chị. Là hết. Em mới khui được nhiêu đây á. Chứ còn là ngày mai em lên áo nha. Em còn nhiều món hàng đẹp lắm mà cứ không có quay kịp cho anh chị coi. Áo thì em chưa có ủi xong cho nên là tối nay em lên túi cũng chưa khui kịp hết nữa. Túi này bằng vải nha anh chị ơi, hàng hiệu của Uni hả? Un Red gì đó của Pháp. Bằng vải nha. Và bên trong nó độc đáo ở cái chỗ là lót vải của nó màu hồng. Còn tem đây và có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ. Cái ngăn này người ta ghi để đựng điện thoại nhưng mà kiểu điện thoại ngày xưa hơi nhỏ. Vắt mắt kính vô đây. Chìa khóa bỏ ngăn này, visa đồ bỏ trong đây, cạc bỏ trong đây. Khỏi xài cái ví. Đó. Rồi, để form sơ sơ thôi ha. Vải phối với lại này vải hết, không có phối da. Ngoài trước có ngăn, độ mới cao. Hàng hiệu, size ngang là 22 nè, form hến anh chị. Ngang đáy là 31. Cái này mình đựng đồ nó phồng lên nó đẹp lắm á. Rồi, em bán cái này cho mình với giá là 290 ngàn. Mã số B27 nha. B27 giá 290. B27 nha, giá 290 ngàn cho cái túi này. Rồi tiếp tục. Vài cái nữa ha. Đây, em có một cái túi này dập vân luôn nha, không phải cá sấu nha anh chị. Dập vân cá sấu bóng kính. Form nó vậy. Cái này lỗi rồi. Bỏ đi. Cái này lỗi rồi, bỏ bữa nào bán hàng lỗi đi anh chị. Đây có cái túi vải nè. Còn tem luôn, vải phối với da tổng hợp. Nhỏ xinh, hàng hiệu luôn ha. Còn tem nha, màu nâu. Vải phối với da tổng hợp, form dáng túi tót nhỏ. Túi này các chị mình đi làm đồ này kia mình hay đựng linh tinh cái chai nước đồ này nọ đó, thì mình lấy cái này theo. Size là 23 nhân với lại 20. Em bán cái này cho mình với giá là 150. Mã số là B28, giá 150. Rất mới nha. B28 giá 150 thôi. À, mẫu này mình làm gì được nè. Nên anh chị mình đựng cái cơm đựng được á, đựng hộp cơm á. Đó, gà như vậy. Thì nó sẽ là một cái túi vuông để mình đựng cơm á anh chị nha. Nè, nó vuông cái này ra luôn để mình đựng cái hộp cơm, cái cà mên cơm đồ cũng được. Nó nhỏ xinh xinh. Rồi. Túi này nhìn sơ tưởng túi cót nhưng không phải túi cót. Đó là một cái vải cái chữ G nha, chữ này chữ G chứ không phải chữ cờ. Rồi mà rất mới nha, chưa xài. Size ngang á là được 31, cao lên là được 16 nha anh chị ơi. Phối với lại da bò, qua là qua da bò, bên trong lót vải rất mới nha anh chị. Đó, đơn giản gọn nhẹ dễ sử dụng và mới ken. Form nó khi mình bồng lên thì nó sẽ kiểu nó trống trống nhỏ nhỏ, đựng đồ, đựng cả thế giới luôn. Mã B29, mẫu này em bán cho mình với giá là 250. Mã số là B29, giá 250 nha. Vải phối da. Một cái túi vải của thương hiệu Filer của Đức nè. Filer của Đức thì dành cho các cô rồi. Dáng này thì dành cho các cô lớn tuổi, nó đẹp lắm. Hàng hiệu Filer của Germany, bên trong lót vải nha. Form này xách tay cũng còn rất mới nha. Các cô thì thường mình không có thích xài da là tại vì nó nặng nề quá. Các cô, các bà đồ đó
mà mình hay đựng đồ linh tinh cá nhân, mình đi đám, đi tiệc, đi công việc, đi cháu, đi con rồi đó. Thì nhưng mà mấy cái túi da thì nó nặng tay quá, mình cầm mình mệt mỏi thì mình lấy mấy cái túi vải rất đẹp. Và đặc biệt là thương hiệu Filer là dành cho các cô luôn. Đó. Nhìn cái túi là thấy dễ thương theo kiểu người già ha. Size ngang là được 24, cao lên là 18 đó. Độ dày của nó sẽ được là 11 cm. Túi này rất mới và nó vải, mình về mình cứ giặt giũ vô tư. 300 ngàn, mã số là B30. Rồi, em kết thúc video này ở đây anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào ngày mai thì em sẽ tiếp tục lên một ít áo khoác và đi đơn cho anh chị nha. Còn rất là nhiều hàng phía sau. Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.